Ngày nghỉ đầu tiên của anh Long đi làm việc mấy chục năm, mưa trời trời ông trời cam đông mưa luôn. Bánh xe đó bà nội, mày cứ lên chảnh lấy chìa khóa nó vậy được không? Tao mệt, mày tự lên đi, tao gặp mặt nó tao không có vui vẻ luôn đó. Ý khả dù ít xin ạ. Ít candy á, dù ít candy á. Ok, ít nó đang ít, nó đang ăn đó. Are you is candy? Ok. Are you eating candy? Well, ok, where you go? Mommy. Mommy hả? À. Ok. Okay. Ok. Nói quá trời nói luôn, không hiểu gì. You okay, baby? Well. Are you okay? Are you hungry? Are you hungry? Mommy. Mommy hả? Yeah. Do you love mommy? Do you love mommy? It's a go. Do you love your mommy? I love you, mommy. Do you love mommy? Do you love your mommy? Do you love your mommy? Nói chuyện quá dài lắm. Mommy? Mommy run. Mommy run kìa, chạy kìa. Mommy run. Trời trời, nói gì nó khi nó tiếng Nguyên, nó tiếng Anh nè, nó tiếng Hàn tùm lum chưa. Bật cái cá cha. Baby. Đi rút tiền này cả nhà thôi. Thì ta đi. Mua đồ đi về Việt Nam nè cả nhà ơi. Má hành trình nó đi mua đồ về Việt Nam nè cả nhà. Nhỏ tỷ nó đang mua đồ về Việt Nam đây. Mà không có mua nhiều, nói gì thôi chứ không có mua nè. Hay một hộp cà phê đây là thường thường 31.000 nè các bạn. Chị tên đi mua nè. Chị thấy Hàn Quốc nè. Nakilas food. Đây này như chị Mỹ nè. Sáng chồng mới mua đó đem về ăn đó lắm. Chồng mua Mỹ. Ê, tôi đang ở trong siêu thị gần nhà bả nè. Cái siêu thị bự ghê. Chết cây em mua rồi. Rồi. Cút cola đây. Đi lăn ở đâu ơi. Thôi. Thôi đừng có. Anh lấy cái này đi. Hùng ở đâu đó lăn?
Cái hồng là chắc đồ nè. Cái gì nữa? Giảm không? Có thằng kia giống mày hơi nhìn chung đứa nào cũng đẹp chứ. Trời, nó ăn mà lột vỏ nó giống anh hai mày nữa rồi. Cho chị xin miếng giấy đi. Má xích sợi ô hi ô. Má xích sợi ô. Đâu chắc cái này má xích sợi ô. Ăn hai cái đó là nghỉ ăn cơm luôn con. Lột vỏ ăn tưởng đâu lột vỏ dột hình thì ta ăn nguyên trái luôn đi. Trời, con nít nó không chịu ăn vỏ đâu rồi. Không, nó lột vỏ nó ăn ấy. Ăn vỏ hả? Ừ. Là lột vỏ này con. Lột vỏ nó ăn trước. Ôi trời, con mà ngộ vậy. Còn thằng kia thì nó lột vỏ nó bỏ. Còn cái này lột vỏ nó ăn. Ờ. Cứ nhăn thả một cô. Thì nhà bà đâu qua bỏ vỏ, bỏ gì đâu. Đúng không? Thằng thì bỏ vỏ, em thì ăn vỏ. Chứ gì sao, thì sao, tới lại không? Ăn bỏ vậy. Cái nhà bỏ đâu không? Ăn là không còn cái gì để bỏ luôn á. Nó lột sạch giỏi thế mà nó xong rồi nó ăn chị cái lột chân à, tham một con chân à. Ừ, chị bỏ gì nó, ủa sao cái nó ăn mà cái gì mà xài nước nước. Mấy bông cải làm gì bà? Để vô xào luôn chung lộn xộn đó. Chèn ăn xào với cái gì vậy? Bông măng xà lan. Đúng rồi. Vậy chứ nào. Lồi lột đã rồi không ăn. Không thèm đi. Mà xí xài ô hi không? Mình dây chín nè. Rồi mua cho bằng được rồi giờ lột ra xuống gục nè. Nè thằng này ăn cục nữa nè. Nè ăn cục nữa. Ngọt không? Ăn không phải nó chén rồi. Ngọt không? Nó bỏ uổng. Ngọt. Ngọt thì ăn đi. Rồi xong chưa? Có liếm miếng cái không vừa. Ai chị mà nó phải ăn mì này nè. Ăn không? Họ cho ăn bịch nữa nè. Nên về luôn nè cho anh Khơ Chin ăn nè. Hả? Ừ, ăn không? Rồi. Ừ. Đi, nhiều xào nhiều nhiều rau á, ăn vợ thèm rau, thèm thêm nấm, thèm đồ sâu rồi đèn rau hết. Mình nhìn thì bỏ hết mấy ơi làm luôn hả? Ừ. Lớn cái nhỏ nha. Cái nhỏ không kia. Ghét kìa. Ừ. Ừ. Quá chăng nó kìa. Nhậu ăn nhậu không? À đi hả? Nhậu gì vậy? Đi làm anh nhậu. Anh đi hả? Ai mà nhớ để trời ơi. Hãy nấy mà chạy đi cái tôi về tôi mới quay vậy. Tới cái bị mà còn quên trong cái xe. Ờ phải nãy vậy ha. Quên ha. Chạy đó nhưng mà có chìa khóa đâu vậy. Chặt em ơi, chặt đi. Em hồi giặt cho để đi. Đúng rồi, không có chìa khóa thua rồi. Cái này để này đi. Ờ rồi sao mới phải đi làm vậy? Ờ đi vô chặt mấy gì á. À gì được. Hãy hả? Hãy đi quay nhà qua đi. Hãy đi học sức quay đi. Mô đâu có ai quậy thì con. Kìa kìa, hộp gì nữa kìa lon, chết rồi lon 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 tới công chuyện. Nước mà không phải trời đất ơi, không được con ơi. Stop. Ồ. Má mất tiền đó bà nội. Tắt 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 đem đem giùm cái. Má hồi đó hồi mình để vô lại rồi chị ơi. Thấy không? Chun chun xin nhé. Lấy ra xong để vô lại. Vậy chứ chun chun xin nhé. Ủa sao bà biết mà đậu xe bên đó được mà bà đậu ơi, nhưng mà chi? Ta để bảng nó không thấy trời. Vậy chứ nè, cái nào đó để gì vậy? Ngồi xuất cái tủ mô rồi. Mà, cho cho đó. Ở con đứng chơi này, con kiến này. Nãy không có thấy từ đó luôn đó. À, thấy rồi, thấy rồi. Minh Quân đi. Cùng, cùng. Vô à? Kìa lên con gấu, phái con gấu rồi kìa. Đất ca một. Di chin, di chin. Í í í í. À, tôi hụt tên nó rồi đó nha. Dê chiên, con dê chiên. Chiên. Dê chiên.
dê chiên lá cho là cơm chiên nhân rau chiên rồi cái cơm dạ là tiếng Hàn vậy nhớ không, dê là con dê đúng không, chiên là cơm chiên nọ, dê chiên chiên nè chiên nè chào in rồi in chiên nếu mà được cái còn chiên chiên tiếng Nhật chiên chiên là gì biết không, là gì cô chu đó chiên chiên là còn ơi hay như tôi nói là nó đi nó nghĩ sao nó thôi thế đi tôi đem nhỏ ra tiệm giữ đi ngày giữ nhỏ giùm nó đi nhậu với bạn nó xong đi ăn cưới tới qua bữa sáng về chụp mặt nó cái rồi con hỏi nhảy ra cưng cái mỏi đó nó hỏi đi á trời trời thấy nó giỡn sợ cái hai chi mà imono imono húng nè cái này kiến nguy hiểm quá còn cái kiến nguy hiểm rồi nó gõ nè một hồi là đụng cái tay rồi chảy máu liền bằng bó vết thương liền thôi chết chết má má rồi má rồi chỗ imono rồi 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 nhảy trời nhảy cho bà Bỉ nhảy cho bà Bỉ. Ủa bé, bé bữa nay đi đâu hả? Đi học đó, đi chị kia đó. Đi học dễ gì chị? À, công ty hả? Cái kiểu mà học mà lao động an toàn các kiểu như thế chị. À, chị Sen nữa hả? An toàn lao động, giống hệt tới Việt Nam mình đó. Thôi bà chưa có bằng lái mới đi nữa, có đi làm hơi bất tiện tí ha. À, đi với chị Sen thì được. Cái đồng nghiệp bán chưa có bằng lái nữa. À, sao mà em đi bằng lái không? Tại vì nó đi về nó gước theo bên ngoài mà tiền mất quá. Cái nó chửi em xong nó kêu để nó đăng ký cho đi học. Của con thì nói kìa con. Cái này yêu mua ăn rồi. Bà đi con ơi. Hả à, không lấy một kẹo này. À nhí ở mắt cô chi chi à. Vậy là nhà em ở trong chợ Tây Sinh luôn hả con? Sao vậy? Nhà trong chợ Tây Sinh luôn hả vậy? Tây Sinh đâu có chợ đâu. Hả? Rồi ra là đời nó thấy bạn nó cũng ăn heo miệng nữa thì tình đó thằng này á. Nghe cái con quên không? Ai mà Việt Nam ha mà cắt cái phòng gì mình cho thuê nhà trọ nó thiệt với bà béo miếng của ông như cũng 4-5 triệu một tháng đó, 4 triệu một tháng đó. Ở Việt Nam mà cắt cái nhà mà cho thuê gì là 4 triệu một tháng đó, 4 triệu đó, cái nhà đã ghê luôn chờ nguyên nào. Fifteen, okay. Wow. Nó đọc số nãy giờ đó chị Mỹ, nó đọc tiếng Anh. Nhảy. Nhảy. À pho kìa đau kìa lắm. Chết mẹ ơi chết. Cũng khẩn chân á. Tự nói luôn kìa. Mày bỏ xong thôi bắt mày kiếm mày ăn lại đó nè. Giang Mai. Giang Mai. Ở chỗ cái miếng cứ đâu à. Giang Mai. Giang Mai chờ đợi Giang Mai này. Nè, ông Jin tôi sang à. Bà xin cô bà. Đi nè. Giang Mai rộp chân à. Kèn chân nè. Kèn chân nè. Nè bà đang nói tự đi. Nói Giang Mai đó, đeo đi. Tự đeo đi chứ. Ừ, nó tự đeo mà gì? Không phải. Tôi toàn tập cho nó tự lập, nó tự làm đi. Tôi không có làm. Còn có cái quần chưa dạy ra mặc được.
Nhà phải em tự vậy. Dưới bự dữ vậy. Tôi đi siêu thị xong tôi lựa tôi không biết đường nó bự vậy đó. Không, nó kéo đó. Rồi, cái gót nằm trên đây luôn này. Chạy đi, chạy. Trời ơi, thả lên đây nè. Rồi, thả lên đây nè. Thấy không, tự hết trơn ha, mà không có đúng thầy, chưa đúng thầy. Cũng biết làm. Được gì là giỏi rồi. Ê, là bà nhắn tin hỏi em bé thôi, mấy giờ đi về vậy? Nhắc bà nhắn là nhắn là nó to được cho bà. Anh nè, ở trên cơ. Mời gì vậy? Ê, nó nói anh tên gì đó, có hiểu đâu. Phải kìa, phải con ngồi giỡn kìa, má tới con chơi ngồi trái đó. Mày bây giờ đừng ngóng quá đi. Cưng chứ. Biết hả? Nó nói gì nữa kìa Lan? Cái gì ở trong kho đó? Má, cái mền bự đó. Nói gì hả? Cái này, nó cái mền bự quá. Trời ơi, trời ơi, nó nhí. Cái bự chết rồi, chết rồi. Mắc cười quá. Không cần có gì mẹ ơi, mấy đứa này. Nó giỡn kìa. Lại chỗ làm cũng có cái hàng. Đâu nè? À, ở chỗ nè. Có gì? Cái này mà hầm gà với hầm thịt ok lắm nha. Cái này nè chị đi. Nhớ gì nhớ có cái nhỏ nhất mà ta. Có thấy đâu? Dễ đem theo. Dây chim baby nè ha, dây chim baby ơi, dây chim baby. Là Aki, Eki. Ừ. Mà tiếng Hàn là nó nói là nó hiểu hết luôn phải không? Ừ. Không đúng là đúng với đứa này đẻ bên đây cái tự nhiên nó biết hết trơn hay ha chị mày. Không biết gì chứ. À, tôi không biết. Giờ lớn lên tôi biết rồi. Nhưng tôi không, tôi xa khác. Bây giờ bảo vệ chị là hello. Hello. Hello này, cổng này sống ăn hết đi. Hello. Nó ngán vậy đó. Hello. Hello. Nè kìa như chim nè. Hello cậu Chính. Hello. Sướng quá trời, là 4 năm bà mấy tháng trời không được về. Lần này về là ngon lành này. Hai mẹ con mình nằm kế bên nhau cho nè. Yêu thương nhau đây. Ây à. Mệt quá. Trời ơi ăn đi xế rồi nữa. Ra đây đi cho mẹ, không ăn đi cho mẹ. Nghe tung tăng này nha.
Trời ơi, thì ghê quá. Ghê quá. Chắc là đẹp. Dạ. Rồi. Không. Không. Ta cũng có cho thằng nữa. Mày bay hãng Asiana đi lo cho nó, cái nó gọng gọng tí lo. Em kêu nó đi Asiana đó. Nó ngủ rồi kìa, buồn ngủ rồi kìa chị Mỹ ơi. Ngủ rồi nè, bé bé ngủ. Nó bị chết nên nó nhỏ xíu. Nó nóng nữa. Cái bà đây là nó.